nằm giữa khu dân cư đông đúc một vụ án kinh hoàng bị phanh phui khi ba thi thể phụ nữ được phát hiện dưới hầm nước thải trong suốt nhiều năm mà không ai hay biết hung thủ là một người bảo vệ già đã sống bình thản bên cạnh tội ác của mình nhưng sự thật rùng rợn đã được hé lộ điều gì đã dẫn đến những vụ sát hại người tàn bạo này bí ẩn của căn phòng bảo vệ kia là gì ngày hôm nay hãy cùng chuyện âm dương tìm hiểu về vụ án này Tháng 3 năm 2011, tại một khu dân cư yên tĩnh ở số 11 đường Trà Hoa, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bầu không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng. Một ngày bình thường, cư dân sống trong khu phố bỗng người thấy mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên từ hầm nước thải. Họ nhanh chóng báo cáo với các nhân viên kỹ thuật, yêu cầu kiểm tra và xử lý tình trạng cống nghẹt. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng, khi nắp cống được nhấc lên, một cảnh tượng kinh hoàng khiến những người có mặt tại hiện trường không thể thốt lên lời. Một bàn chân người thò ra khỏi hầm, nằm giữa dòng nước thải đen ngòm. Tiếng hét kinh hoàng vang lên, khu dân cư nhanh chóng rơi vào trạng thái hỗn loạn sợ hãi. Cảnh sát ngay lập tức được gọi đến, khi các sĩ quan có mặt, họ tiến hành khai quật hiện trường và trong khoảng 2 giờ đồng hồ, một thi thể đã phân hủy nặng nề được đưa lên khỏi hầm. Điều đáng sợ hơn cả là cùng với thi thể này, một bộ quần áo phụ nữ cũ kỹ cũng được tìm thấy, làm dấy lên những nghi ngờ và lo lắng. Là ai? Tại sao lại có người tử vong trong hầm nước thải của một khu dân cư đông đúc như vậy? Và điều gì đã dẫn đến kết cục khủng khiếp này? Câu hỏi ấy ám mảnh tâm trí của cảnh sát và cư dân. Không một ai có thể trả lời ngay. Nhưng chắc chắn rằng phía sau nắp hầm đen tối kia là một tội ác kinh hoàng chưa được hé lộ. Cảnh sát không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng vụ việc này không hề đơn giản. Vị trí mà thi thể được phát hiện nằm ngay trước cửa ra vào duy nhất của khu dân cư. Điều này khiến cho những câu hỏi về cách thức hung thủ thực hiện hành vi sát hại người càng trở nên bí ẩn. Làm thế nào mà một tội ác khủng khiếp như vậy lại có thể diễn ra ngay giữa một nơi đông đúc, nơi có rất nhiều qua lại mỗi ngày? Pháp y nhanh chóng xác nhận rằng thi thể là của một người phụ nữ, nhưng không có bất kỳ vết thương nào rõ ràng trên cơ thể, khiến việc xác định nguyên nhân tử vong trở nên khó khăn. Thời gian tử vong của nạn nhân ước tính là hơn 2 năm trước, điều này càng làm cho vụ án thêm phần phức tạp vì nó có nghĩa rằng thi thể đã nằm trong hầm nước thải này một thời gian dài mà không ai phát hiện điều tra ban đầu không mang lại kết quả khó quan không có giấy tờ thủy thân không có bất kỳ dấu hiệu nào trên quần áo có thể giúp xác định danh tính nạn nhân cư dân xung quanh cũng không nhớ có bất kỳ ai mất tích trong vài năm trở lại đây vụ án dường như bị đẩy vào ngõ cụt ngay từ đầu nhưng rồi một tình tiết đáng ngờ xuất hiện khu vực này có hai nắp hầm nước thải và hầm còn lại nằm ngay trong phòng bảo vệ của khu dân cư điều này càng khiến cảnh sát nghi ngờ rằng phòng bảo vệ có thể là nơi che giấu một bí mật khủng khiếp khi họ đến kiểm tra phòng bảo vệ cảnh tượng đập vào mắt họ không khỏi khiến mọi người dùng mình phòng bảo vệ tối tăm ẩm ướt tường nhà loang nổ nước gì một trong hai phòng đã lâu không có ai ở đồ đạc bừa bộn còn căn phòng kia thì chỉ sáng nhờ một chút ánh sáng le lói từ ngọn đèn mờ ảo trong quá trình kiểm tra cảnh sát phát hiện ra một điểm kỳ lạ Nắp hầm nước thải trong phòng có dấu hiệu bị chết xi măng, như thể ai đó đã cố ý che giấu điều gì. Ngay lập tức, cảnh sát tiến hành mở nắp hầm. Một mùi hôi thối nồng nặc sọc lên, khiến tất cả đều phải bịt mũi, tránh xa. Và rồi từ trong bóng tối của nước hầm bẩn thỉu một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện. Lại thêm một thi thể nữa. Sau khi thi thể thứ hai được tìm thấy, bầu không khí của khu dân cư trà hoa số 11 trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những lời đồn đại, những ánh mắt lo lắng xuất hiện khắp nơi cư dân địa phương bắt đầu tự hỏi ai sẽ là nạn nhân tiếp theo còn bao nhiêu thi thể khác đang bị giấu dưới lòng đất mà họ vẫn vô tình đi ngang qua hàng ngày cảnh sát nhanh chóng mở rộng phạm vi điều tra và khai quật kỹ lưỡng cả hai hầm nước thải họ không ngờ rằng chỉ sau vài giờ từ sâu trong lòng đất một thi thể thứ ba cũng được đưa lên gây chấn động toàn bộ khu vực ba thi thể trong vòng hai ngày tất cả đều bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn dưới hầm nước thải như thể họ chưa từng tồn tại. Sự thật tàn khốc này không chỉ khiến người dân bàng hoàng mà còn làm cho lực lượng điều tra cảm thấy vô cùng áp lực. Ba nạn nhân đều là nữ và đều có thời gian tử vong ít nhất 2 năm. Những thi thể này đã bị lãng quên dưới hầm nước suốt nhiều năm trong khi khu dân cư vẫn hoạt động bình thường. Cả ba thi thể đều bị phát hiện trong tư thế cuộn tròn, điều này khiến cảnh sát nghi ngờ rằng đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Theo phân tích pháp y Cơ thể người sau khi tử vong chỉ cứng lại trong khoảng 2 đến 6 giờ, sau đó sẽ trở nên mềm dẻo và dễ bị biến dạng nếu bị tác động. Do đó, việc cả ba nạn nhân bị cuộn tròn trong hầm nước thải chỉ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ đã bị sát hại ngay tại đây, sau đó được giấu trong các hầm nước thải này để che giấu tội ác. Sự khủng khiếp của vụ án khiến chính quyền phải hành động quyết liệt. Một tổ chuyên án mang mã số 313 nhanh chóng được thành lập để truy tìm hung thủ. Thông tin về vụ án và việc tìm kiếm danh tính của các nạn nhân được lan truyền khắp thành phố Đức Dương. Cảnh sát kêu gọi mọi người dân trong thành phố cung cấp thông tin, đồng thời yêu cầu những gia đình có người mất tích đến để đối chiếu danh tính với các thi thể. Không lâu sau khi thông báo được phát đi, cảnh sát nhận được một báo cáo từ một người đàn ông tên là Trương Đức, ngụ tại huyện Trung Giang, thành phố Đức Dương. Ông Trương cho biết vợ mình là Tạ Phương đã mất tích từ tháng 6 năm 2006. Kể từ ngày đó, ông không hề nghe tin tức gì về vợ mình và đã tuyệt vọng tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Theo lời khai của ông Trương Đức, vợ ông Tạ Phương từng làm việc tại thành phố Đức Dương trước khi mất tích. Trước khi rời nhà, cô vẫn liên lạc đều đặn với chồng mình và vào ngày mà cô biến mất, hai người còn nói chuyện qua điện thoại. Tạ Phương cho biết cô đang đi mua một vài thứ và sẽ về nhà trong vòng nửa giờ. Thế nhưng từ đó trở đi, cô không bao giờ trở về. Điều kỳ lạ là sau một giờ kể từ khi cuộc gọi ấy, ông Trương gọi lại cho vợ, điện thoại của cô đã tắt máy. Những ngày tiếp theo, ông nhiều lần cố gắng liên lạc, nhưng kết quả vẫn là chiếc điện thoại không có tín hiệu. Cảm giác lo lắng bao trùm lấy ông, nhưng lúc đó ông không nghĩ rằng chuyện nghiêm trọng đến mức phải báo cảnh sát. Ông từng nghĩ rằng có thể vợ ông đã bỏ đi với ai đó, chứ không ngờ rằng cô đã gặp chuyện bất chắc. Vì thế suốt 5 năm qua, Tạ Phương như biến mất không dấu vết, và ông Trương dần từ bỏ hy vọng tìm lại vợ mình. Sau khi cảnh sát công bố tìm kiếm danh tính các nạn nhân, ông Trương quyết định báo cáo và cung cấp thông tin về vợ mình. Nhờ vào những đặc điểm ngoại hình mà ông mô tả, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ một trong ba thi thể có thể là Tạ Phương. Để chắc chắn, họ tiến hành lấy mẫu DNA của cha Tạ Phương để so sánh với nạn nhân. Kết quả xác nhận rằng, thi thể của người phụ nữ 38 tuổi được tìm thấy trong hầm nước thải chính là Tạ Phương, người đã mất tích từ nhiều năm trước. Mặc dù đã xác định được danh tính của một trong ba nạn nhân, cảnh sát vẫn chưa có thông tin về hai thi thể còn lại. Những ngày tháng tiếp theo, cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi không có bất kỳ manh mối nào về danh tính của hai nạn nhân còn lại. Tạ Phương đã được nhận diện, nhưng câu hỏi đặt ra là điều gì đã khiến cô cùng với hai người phụ nữ khác phải chịu kết cục bi thảm như vậy. Trong khi các nhà điều tra cố gắng tìm hiểu động cơ của tội ác, một phát hiện mới đã khiến vụ án bước sang một bước ngoặt bất ngờ những cư dân trong khu phố bắt đầu kể lại rằng họ từng thấy những người phụ nữ khác nhau ra vào căn phòng bảo vệ của khu dân cư vào ban đêm. Những người phụ nữ này được cho là làm nghề không chính đáng, thường xuyên đến đây, nhưng ít ai chú ý đến họ, cho đến khi vụ việc rúng động này xảy ra. Theo lời khai từ những nhân chứng, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng những người phụ nữ này có thể có liên quan đến căn phòng bảo vệ, và chính những cái chết kia không phải là sự tình cờ phải chăng trong căn phòng ẩm thấp và đen tối đó, một bí mật kinh hoàng đang bị che giấu? Khi cuộc điều tra dần hé lộ nhiều manh mối hơn, cảnh sát tập trung vào căn phòng bảo vệ, nơi mà nhiều nhân chứng cho rằng đã từng có một số phụ nữ ra vào vào ban đêm. Những nghi ngờ về việc các nạn nhân có mối liên hệ với căn phòng này dần trở nên rõ ràng hơn. Câu hỏi đặt ra là ai đã sống trong căn phòng bảo vệ và có mối liên hệ nào với các nạn nhân? Cảnh sát bắt đầu điều tra về những người từng làm việc hoặc sinh sống tại đây. Họ phát hiện ra rằng trong vài năm qua, căn phòng này đã qua tay nhiều người sử dụng, từ những công nhân tại công trường xây dựng gần đó đến những nhân viên quản lý mạng của một quán internet gần khu vực. Tuy nhiên, không ai trong số họ có dấu hiệu khả nghi hay có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng kinh hoàng này. Cuộc điều tra tiếp tục với những câu hỏi còn bỏ ngỏ cho đến khi một thông tin quan trọng được hé lộ. Vào năm 2008, Người bảo vệ lâu năm của khu dân cư, một người đàn ông lớn tuổi tên là Lại Tân Phát, đã đột ngột biến mất mà không để lại dấu vết. Ông ta rời đi sau khi đã thu tập hơn 3.000 nhân dân tệ tiền điện nước của cư dân nhưng không giao nộp lại, khiến mọi người tưởng rằng ông ta lẩn trốn vì lý do tiền bạc. Lại Tân Phát, 61 tuổi, từng làm bảo vệ tại khu dân cư Trà Hoa số 11 từ năm 2003 đến năm 2008 trong suốt 5 năm. Khi còn ở đây ông không gây chú ý nhiều, Cư dân chỉ đơn giản coi ông là một người làm nhiệm vụ trông coi khu vực, không ai biết nhiều về quá khứ của Lại Tân Phát và dường như ông ta không hề tiết lộ gì về cuộc sống cá nhân của mình. Thế nhưng khi cảnh sát tiến hành điều tra về lý lịch của ông ta, họ phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Lại Tân Phát từng có tiền án về tội xâm hại đồng nghiệp và đã phải ngồi tù 6 năm trước khi đến làm bảo vệ tại khu dân cư Trà Hoa. Quá khứ tội lỗi này nhanh chóng biến lại Tân Phát trở thành nghi can hàng đầu trong vụ án và cảnh sát bắt đầu truy tìm tung tích của ông ta. Cuộc điều tra tiến sâu hơn khi cảnh sát thẩm vấn những cư dân đã từng sống gần phòng bảo vệ. Một nhân chứng quan trọng cho biết, có lần trong một cuộc trò chuyện khi uống rượu, lại Tân Phát đã từng khoe khoang rằng ông ta không sợ chết và chẳng gì có thể khiến ông ta run sợ. Câu nói đầy thách thức này khiến cảnh sát tin rằng lại Tân Phát có khả năng chính là hung thủ đã ra tay sát hại những người phụ nữ vô tội. Không lâu sau đó, cảnh sát đã lần ra nơi ẩn náu của lại tân phát. Ông ta đang sống trong một căn phòng thuê tạm bỡ gần bến xe của thành phố. Từ khi phát hiện ra thi thể đầu tiên đến lúc bắt giữ nghi can chỉ diễn ra trong vòng 50 giờ. Một chiến công của lực lượng cảnh sát khiến người dân phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi bị bắt, lại tân phát ban đầu giữ thái độ im lặng, cố gắng che giấu mọi hành vi phạm tội. Tuy nhiên trước sức ép của cuộc thẩm vấn và những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng ông ta đã cúi đầu nhận tội. Lời khai của Lại Tân Phát không chỉ hé lộ sự thật tàn khốc về những vụ sát hại người mà còn khiến ai nghe cũng phải dùng mình. Theo lời thú nhận của Lại Tân Phát, nạn nhân đầu tiên của ông ta là một cô gái trẻ tên Trương Lệ, khi đó mới 18 tuổi. Trương Lệ là một cô gái đến từ Trùng Khánh, làm việc tại một quán lẩu gần khu dân cư Trà Hoa số 11. Cô sống tạm thời trong khu nhà tập thể của quán lẩu vào một ngày trong năm 2004, Trương Lệ bị thương ở tay và tìm đến phòng bảo vệ để xin một ít rượu trắng sát trùng. Đó là lần đầu tiên cô gặp lại Tân Phát và cuộc đời cô từ đó bị kéo vào bi kịch không lối thoát. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, Trương Lệ quay trở lại phòng bảo vệ vài ngày sau đó, lần này với lý do khác. Cô nói với lại Tân Phát rằng mình đã nghỉ việc ở quán lẩu và đang cần tiền. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của cô gái trẻ, lại tân phát cho cô mượn 50 tệ và ngỏ lời rằng nếu cô không có chỗ ở, có thể đến ở tạm trong phòng bảo vệ của hắn. Không lâu sau Trương Lệ đã đồng ý và từ đó cô bắt đầu sống chung với lại tân phát. Tuy nhiên mọi thứ không kéo dài được bao lâu trước khi mâu thuẫn giữa hai người nảy sinh. Trương Lệ bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn về tiền bạc, yêu cầu lại tân phát vay mượn để đưa cô 1.000 tệ. Nhưng với mức lương ít ỏi của một bảo vệ, ông ta không thể đáp ứng yêu cầu đó mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi trương lệ đe dọa sẽ tố cáo hắn về tội xâm hại nếu không đưa tiền cho cô. trong lúc tức giận và bị dồn ép, lại tân phát đã xiết cổ cô gái trẻ đến khi nạn nhân tắt thở. sau khi sát hại trương lệ, lại tân phát không biết phải làm gì với thi thể. cuối cùng ông ta quyết định giấu xác cô vào hầm nước thải gần phòng bảo vệ. nhờ việc trương lệ không phải là người địa phương và đã nghỉ việc, không ai chú ý đến sự biến mất của cô và cái chết của cô nhanh chóng bị lãng quên. Còn lại Tân Phát tiếp tục sống như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Một năm sau, vào năm 2005, nạn nhân thứ hai xuất hiện, cô gái này tên là Đường Diễm, chỉ mới 16 tuổi đến từ Vân Nam. Đường Diễm tìm đến khu dân cư để gặp một người bạn, khi người bạn không có ở nhà, cô đã đến phòng bảo vệ để chờ. Lại Tân Phát vốn đã quen thuộc với cách thúc dụ dỗ, mời cô gái ăn uống và dần tiếp cận cô. Đường Diễm ở cái tuổi non trẻ và không có chút đề phòng đã bị hắn lừa vào một cái bẫy chết người. Tương tự như Trương Lệ, Đường Diễm cũng dần trở thành nạn nhân của lại tân phát sau khi cô yêu cầu hắn giúp đỡ về tiền bạc và thậm chí đe dọa tố cáo nếu không được đáp ứng. Một lần nữa, lại tân phát không kiềm chế được cơn giận và sát hại cô gái. Thi thể của Đường Diễm bị giấu trong hầm nước thải ngay sát phòng bảo vệ cùng chung số phận với Trương Lệ. Vụ án thứ hai diễn ra chót lọt, lại tân phát tiếp tục sống tại phòng bảo vệ không ai nghi ngờ về những gì mà ông ta đã gây ra. Nhưng những tội ác này vẫn chưa dừng lại. Nạn nhân thứ ba, Tạ Phương, chính là người phụ nữ mà cảnh sát đã xác nhận danh tính qua việc đối chiếu DNA với cha cô. Tạ Phương từng quen biết lại Tân Phát thông qua một người bạn chung, và đó chính là khởi đầu cho bi kịch của cô. Vào năm 2006, trong một buổi gặp gỡ với nhóm bạn, Tạ Phương đã để lại ấn tượng mạnh với lại Tân Phát. Theo lời khai của ông ta, Người phụ nữ này từng khiến ông ta say đắm và không thể rút ra được. Nhưng cũng như hai nạn nhân trước, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở nên căng thẳng khi Tạ Phương yêu cầu lại tân phát cho cô vay một khoản tiền lớn để sửa nhà. Cô đề nghị vay 2.000 tệ, nhưng với hoàn cảnh của mình, lại tân phát không có đủ số tiền đó. Khi ông ta từ chối, Tạ Phương bắt đầu đe dọa, nói rằng nếu không đáp ứng yêu cầu, cô sẽ gọi người đến để dằn mặt ông ta, thậm chí còn đe dọa sẽ tố cáo ông ta về tội xâm hại cô nếu không giúp cô. Điều này khiến lại Tân Phát bùng nổ cơn giận dữ. Một lần nữa, hắn đạp lại hành vi độc ác của mình, bóc cổ Tạ Phương đến khi cô tắt thở. Sau khi sát hại Tạ Phương, lại Tân Phát cũng giấu thi thể cô vào hầm nước thải trong phòng bảo vệ, ngay bên cạnh hai nạn nhân trước đó. Ông ta nghĩ rằng mình đã che giấu tội ác một cách hoàn hảo, bởi cả ba nạn nhân đều không phải là người địa phương và sự mất tích của họ không gây ra bất kỳ sự chú ý nào trong cộng đồng xung quanh. Nhưng sau khi sát hại tạ phương, những cơn ác mộng bắt đầu ám ảnh lại tân phát. Mỗi đêm ông ta đều bị ám ảnh bởi hình ảnh của ba người phụ nữ mà ông đã lấy mạng. Hình ảnh họ trong những giây phút cuối đời đầy sợ hãi luôn hiện lên trong đầu ông ta. Lại tân phát sống trong sự sợ hãi, hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục làm việc tại phòng bảo vệ thêm hai năm nữa. Đến năm 2008, sự sợ hãi của Lại Tân Phát đạt đến đỉnh điểm. Ông ta cảm thấy rằng bản thân không thể tiếp tục sống tại khu dân cư này nữa. Với sự căng thẳng ngày càng tăng và cảm giác tội lỗi đè nặng, Lại Tân Phát quyết định bỏ trốn. Trước khi rời đi, ông ta còn lấy hơn 3.000 tệ tiền điện nước mà cư dân đã đóng nhằm trang trải cho hành trình chạy trốn của mình. Sau đó, ông ta biến mất khỏi khu dân cư Trà Hoa số 11 một cách lặng lẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tuy nhiên, Tội ác của ông ta không thể che giấu mãi. Những thi thể dưới hầm nước thải cuối cùng cũng bị phát hiện và lại tân phát nhanh chóng bị bắt giữ sau 50 giờ kể từ khi cảnh sát mở cuộc điều tra. Lời thú nhận giận người của ông ta khiến tất cả những ai biết đến vụ án đều cảm thấy kinh hãi. Sau khi bị bắt, lại tân phát thừa nhận rằng suốt thời gian chạy trốn, ông ta không thể ngủ yên. Những hình ảnh của ba người phụ nữ xấu số liên tục ám ảnh ông ta trong từng giấc mơ. Nhưng ông ta cũng biết rằng sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày và không có cách nào để trốn tránh mãi mãi. Và ngày đó đã đến, khi những tội ác mà ông ta gây ra cuối cùng đã bị vạch trần. Sau khi Lại Tân Phát bị bắt và thừa nhận toàn bộ tội ác, dư luận địa phương không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ. Sự man dợ của vụ án sát hại người cùng với cách mà ông ta bình thản che giấu những nạn nhân dưới hầm nước thải ngay cạnh phòng bảo vệ đã khiến tất cả những ai biết về vụ án này đều bị ám ảnh. Tội ác của ông ta không chỉ đơn thuần là sát hại người, mà còn là sự tàn nhẫn, vô nhân tính khi giấu thi thể các cô gái trẻ trong môi trường hôi thối và độc hại, khiến những người vô tình qua lại nơi ấy mỗi ngày không hề hay biết. Với ba mạng người đã bị tước đi một cách tàn độc và mỗi nạn nhân đều phải chịu đựng những nỗi đau kinh hoàng trong những giờ phút cuối đời, lại tân phát không thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tòa án tuyên án tử hình đối với ông ta không chỉ vì tội danh sát hại người mà còn vì bản chất độc ác của ông ta trong suốt quá trình gây án. Trong phiên tòa, lại tân phát tỏ ra bình thản gần như không biểu lộ bất kỳ cảm xúc hối hận nào trước những tội ác mà ông ta đã gây ra ông ta thừa nhận rằng suốt những năm sau khi sát hại các nạn nhân ông luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh kinh hoàng của họ những cánh nhìn sợ hãi của trương lệ đường diễm và tạ phương trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời hiện lên trong tâm trí ông ta khiến ông ta không thể ngủ ngon mỗi đêm nhưng ngoài ra ông ta không có bất kỳ lời xin lỗi hay lời biện minh nào cho những hành động của mình những ngày sau đó, cảnh sát tiếp tục điều tra thêm về quá khứ của Lại Tân Phát. Họ phát hiện rằng không chỉ có quá khứ tù tội mà ông ta còn có nhiều hành vi bạo lực và bất ổn cho các mối quan hệ cá nhân. Điều này cho thấy ông ta là một kẻ có bản chất tàn bạo từ trước và việc gây ra những vụ sát hại người liên tiếp này chỉ là một phần trong hành vi bệnh hoạn mà ông ta từng thực hiện trước đây. Sự việc này không chỉ gây sốc cho khu dân cư Trà Hoa số 11 mà còn lan rộng trong cộng đồng địa phương người dân cảm thấy sợ hãi khi nhận ra rằng suốt nhiều năm liền họ đã sống bên cạnh một kẻ sát nhân máu lạnh mà không hề hay biết nhiều gia đình trong khu vực thậm chí còn dọn đi nơi khác vì không thể chịu nổi cảm giác lo lắng và bất an sau khi vụ án được phơi bày pháp luật đã đưa ra hình phạt cao nhất cho lại tân phát nhưng sự mất mát và nỗi đau của các gia đình nạn nhân sẽ không thể được bù đắp ba người phụ nữ với tuổi đời còn rất trẻ đã bị tước đi sinh mạng một cách tàn nhẫn tạ phương trương lệ và đường diễm không chỉ là những nạn nhân của một tên sát nhân mà còn là biểu tượng của sự mong manh, yếu đuối khi đứng trước bạo lực và sự tàn ác. Kết thúc phiên tòa, lại tân phát bị áp giải đến nơi giam giữ để chờ ngày thi hành án tử hình. Ông ta biết rằng bản án dành cho mình là không thể tránh khỏi, nhưng suốt thời gian trong trại giam, những cơn ác mộng vẫn không buông tha cho ông ta. Dù còn sống, ông ta đã tự đưa mình vào một nhà tù trong tâm trí, nơi mà ông sẽ phải đối diện với những bóng ma của chính mình mỗi đêm và video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này hãy để lại bình luận phía bên dưới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo